Đức Thánh Cha Francisco cảm ơn nghĩa cử anh hùng của các nhân viên y tế và các linh mục. Vào sáng thứ Ba ngày 24 tháng 3, tại nhà nguyện Thánh Marta, trước khi bắt đầu dâng thánh lễ, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đến các nhân viên y tế và các linh mục dấn thân cho các bệnh nhân COVID-19. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy cầu nguyện cho các bác sĩ, các nhân viên y tế và các linh mục đã qua đời do bị nhiễm bệnh trong khi dấn thân trợ giúp các bệnh nhân COVID-19. Tôi tạ ơn Chúa vì mẫu gương anh hùng của họ dành cho chúng ta, mẫu gương trong việc chăm sóc các bệnh nhân. Suy niệm bài tin mừng, Đức Thánh Cha nói, phụng vụ lời Chúa hôm nay cho chúng ta suy gẫm về nước. Nước như là biểu tượng của ơn cứu độ, bởi vì nước là một phương tiện cứu rỗi, nhưng nước cũng là một phương tiện hủy diệt, như trong trường hợp lục hồng thủy. Nhưng trong các bài đọc hôm nay, nước mang lại ơn cứu độ. Trong bài đọc 1, nước trao ban sự sống, chữa lành. Và trong bài tin mừng, nói về một hồ nước, nơi người bệnh đến để được chữa lành. Trong số những người bệnh đến đây, có một người đã bị bệnh đã 38 năm. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đứng trước người bệnh, Chúa Giê-xu hỏi ông ta có muốn được chữa lành không? Câu trả lời của người bệnh thật thú vị. Ông ta không nói vâng, tôi muốn, nhưng lại than vang. Ông luôn đến hồ nước Bethesda trễ. Thực tế, ông bị bệnh nơi tâm hồn, là người bi quan, một thứ bệnh buồn rầu, lười biếng. Ông than vãn về người khác và không làm gì để được chữa lành. Nếu chúng ta so sánh người bệnh này với người mù từ thuở mới sinh trong tin mừng Chủ nhật vừa qua, chúng ta sẽ thấy hai thái độ khác nhau. Sau khi được chữa lành, người mù đã bày tỏ niềm vui sướng, quyết định sẵn sàng đi tranh luận với các luật sĩ và khẳng định rõ ràng về ơn chữa lành mà mình đã nhận được. Đức Thánh Cha áp dụng câu chuyện của người bị bệnh đã 38 năm vào cuộc sống thực tế của người Kitô hữu. Bài tin mừng hôm nay làm cho tôi suy nghĩ đến nhiều người trong chúng ta. Rất nhiều Kitô hữu sống trong tình trạng lười biếng này. Họ không có khả năng làm điều gì, nhưng lại hay phàn nàn, than phiền về mọi thứ. Làm biếng là một chất độc, một đám mây mù bao phủ linh hồn và không làm cho chúng ta sống tích cực. Lười biếng như một loại thuốc phiện. Nếu anh chị em nếm nó thường xuyên, anh chị em thích nó, và rồi anh chị em sẽ kết thúc như một người nghiện buồn bã. Tới đây, Đức Thánh Cha cảnh báo, chúng ta hãy tự suy nghĩ, có thể trong chúng ta, có người đang có nguy cơ trượt trên sự lười biếng này. Đây là một loại tội không trắng cũng chẳng đen, nó mờ mờ. Đức Thánh Cha kết luận, đây là tội mà ma quỷ có thể sử dụng để hủy diệt đời sống thiêng liêng và cuộc sống của tất cả mọi người.